Hello, xin chào toàn thể các bác nhá, chào toàn thể anh em nhá. Chào mừng các bác lại quay trở lại với những video Hùng JBL demo những chiếc cục đẩy siêu xịn cũng như là cực kỳ đẹp và hàng tuyệt chọn về để chia sẻ cùng anh em đó nhá. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì trong video buổi tối và video ngắn này thì em sẽ giới thiệu với các bác một dòng đẩy bãi, đó là dòng đẩy Void 7000. Ngày hôm nay thì các bác đang thấy trên màn hình đang có hai chiếc Void 7000. Với công suất của con này nó là tầm 750W một kênh ở trở kháng 8 ohm và sử dụng mạch Class D. Con này thì công nghệ của Anh Quốc, các bác thường thấy là những chiếc đẩy như này, anh em nào mà chơi những chiếc đẩy sang trọng, chiếc đẩy đắt tiền thì các bác thấy cái model và cái hình thức này thì các bác đã biết ngay. Con này thì thiết kế hoàn toàn vỏ bằng nhôm, nhôm dạng nhôm vỏ máy bay các bác nhé. Dạng cái nhôm vỏ của máy bay rất là đẹp và mạ chrome ở bên ngoài. Đặc biệt là cái kích thước của nó rất lý tưởng để lắp vào kệ, nó chỉ sâu, nó chỉ có khoảng tầm 30cm thôi, chưa đến 30cm. Và chiều ngang thì nó giống những con đẩy khác các bác. Class D thì nó rất là nhẹ, công suất thì rất là êm. Và những dòng này thì đánh những cái loa 40, bass full đuôi 40 côn 76, hoặc là những chiếc full đơn 40 từ 22 côn 100 rất ok. Đấy, vì công suất của nó chừng 750W một kênh, đảm bảo để đánh những cái dòng loa đấy rồi, rất là êm. Và con Class D thì chất âm rất là sạch sẽ, chúng ta không phải bàn về chất âm của Class D. Mà dòng máy xịn, con này thì sử dụng cái nguồn, hệ thống nguồn giống như kiểu dòng bao xốp. Và các bác đang nghe ở đây trực tiếp thì em sẽ test là cái âm thanh ở đây các bác nghe, là em test để cho biết là con đẩy nó kêu được thôi. Đấy, chứ không sử dụng những cái thiết bị để nâng cấp gì để test để cho nó hay tiếng này các bác nghe các bác nhá. Đây là tiếng của mạch Class D thì chúng ta không phải bàn nữa rồi, không cần phải bàn tính nhiều. Và cái âm thanh các bác đang nghe ở đây thì em đang test bằng chiếc đầu câm, cái đầu quay băng ngày xưa các bác nhìn này. Đấy, con Pioneer quay băng ngày xưa này, nó đang chạy này. Đấy, đó thấy không? Em chỉ có test trực tiếp từ con đầu Pioneer ra để xem con đẩy nó chạy thôi. Đấy, nó kêu thôi, có thấy không? Tuy nhiên là chơi thì cũng rất là hay các bác nhá. Đây này. Em sẽ dừng. Đấy, âm thanh nó từ chiếc băng này này. Đấy, cái đầu băng Pioneer này. Đó, có thấy không? Đấy, đầu chạy rất đẹp mà các bác nghe nó có kém gì mạnh không? Đấy, không kém gì đâu. Đấy, có cái này em test đẩy rất là tiện, đỡ phải vào YouTube, đỡ phải mở mạng đấy, để nó tiện thôi. Thì ngày hôm nay chiếc đẩy này sẽ có giá cho các bác là 6.500.000 đồng các bác nhá, tại cửa hàng. Công nghệ cao và đẩy đẹp, hàng chất, đấy, không phải bàn tính nhiều. Và bây giờ em sẽ tắt và mở cho các bác xem nội thất bên trong. Đây thì em đã tháo ốc rồi với cái tai của nó đây. Đấy, nó có thể em mở ra thì tí nữa bắt cái tai này vào nhá. Vỏ bằng nhôm, nhôm dạng nhôm của máy bay ấy. Đấy, rất nhẹ, nó cực kỳ nhẹ, siêu nhẹ. Đấy, về máy móc thì nó thiết kế rất là kỹ càng và tinh xảo, công nghệ cao. Đây có một tấm cách điện nữa này. Và vào bên trong thì các bác thấy, các bác quan sát thấy chiếc bẫy đẩy power shop thì nó sẽ sử dụng cái nguồn này, biến áp nguồn của power shop. Những cồn cảm này cũng thế này, tụ thì sử dụng 100% tụ Nhật đó nhá. Đấy, hệ thống nguồn cũng như là bo mạch và linh kiện là sử dụng linh kiện của Nhật. Công nghệ sản xuất thì là công nghệ sản xuất của hãng On của Anh. Nói đến những cái từ đấy thì chắc là nhiều anh em không biết đến, thì lại bảo em là thằng nói phét, thằng nổ, nhưng không nổ đâu các bạn. Công suất thật của con này nó là 700W một kênh ở trở kháng 8 ohm, quánh rất tốt những cái con loa 40 anh em không phải nghĩ. Với mạch Class D này gọi là tiếng nó là siêu sạch rồi. Máy này thì nó còn đẳng cấp hơn là dòng máy Sotanda nữa các bạn. Cái đẩy Sotanda thì công nghệ của nó và mạch của nó cũng là khá là ok rồi. Con này thì nó không ghi made in ở đâu sản xuất, nhưng chắc chắn thì con này sẽ sản xuất ở Trung Quốc rồi, các bác không phải nghĩ. Và kể cả như những cái dòng cao cấp khác nó cũng sản xuất ở Trung Quốc. Sản xuất ở đâu, xuất xứ ở đâu thì các bác phải nghe anh em nói và nắm được thông tin là đúng chuẩn các bác nhé. Đấy, con này thì kết nối của nó đằng sau rất phổ thông, hai giắc neutrik, hai giắc cặp dây bình thường và hai giắc canon ở đây. Canon tín hiệu vào và cái đánh panel hoặc CTE bằng công tắc này. Còn các này là độ nhạy đầu vào. Nguồn thì bình thường như những cái giắc thường, rất ok. Con này thì cực kỳ chất cho anh em khi mà chơi karaoke gia đình hoặc nghe nhạc, anh em để trong những cái kệ cao cấp cho mình, để nó nhẹ lắm các bạn, nó chỉ có thế này thôi.
Đấy, nhưng công suất nó cũng khá là lớn đấy các bác nhá. Trông thế thôi nhưng công suất nó khủng bằng những cái con, khủng bằng những cái con phi vây này này, bằng những cái con này và bằng những cái con ở dưới kia kìa các bạn. Đấy, không kém đâu. Cái điều là công nghệ nó cao thì thiết kế nó nhẹ nhàng hơn. À, tất cả những cái linh kiện thì được thiết kế rất là sạch sẽ và chắc chắn các bạn. Tất cả linh kiện từ chân nó đều được mạ bạc, không bị gì xét đâu. Đây này, những cái này. Mai em sẽ mở một chiếc đẩy bao xốp Martin cho các bác xem những cái chân linh kiện và những cái linh kiện này. Em nói có sai không? Em sẽ so sánh cả cái khối nguồn này cho các bác nói, em nói có đúng không các bác nhá. Và đẩy ở châu Âu, đẩy xuất hàng xuất châu Âu thì bao giờ các bác nhìn thấy cái tủ tiếc nó làm rất cẩn thận. Hàng này là xuất châu Âu các bác nhá. Đấy, chứ không phải là hàng thường. Con này Class D ghi rõ ràng Class D này các bác này. Model là Voi 7000 này. Đấy, hãng sản xuất SAE này. Đấy. SAE này một hãng sản xuất rất lâu năm rồi, nổi tiếng rất nhiều về những thiết bị âm thanh. Đấy, và ngày hôm nay thì các bác quan sát thấy con, chốt lại là các bác nhìn thấy cái khối nguồn này các bác đã biết con đẩy nó chất rồi. Anh em cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Nó không giống như những cái con đẩy hàng gọi là đặt tên với hàng bây giờ này, hàng mới đâu các bạn. Giá cực kỳ êm, con này là 6 triệu rưỡi cho các bác. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em số điện thoại 0936019 trên biển kia 001 đó. Chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong video sau. À, chiếc đẩy này thì xịn sò, anh em nào nhanh tay thì còn đó nhá. Xin chào tạm biệt các bác.